ngày 3 tháng 11, Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh thông tin chính thức vụ việc liên quan bài viết Hot Game Tân Hóa, chạy xe lôi chở hàng bị mấy anh thổi vào, năn nỉ không có tiền khổ quá không được, nhảy kênh, lan truyền trên Facebook. Trước đó, trưa ngày 28 tháng 10, tổ công tác của Công an quận 11 gồm Thiếu tá Nguyễn Thành Trung, Tổ trưởng và Thượng úy Lê Châu Thanh Huy tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Khi tuần tra trên đường kênh Tân Hóa Lò Gốm, tổ công tác phát hiện xác định người đàn ông sinh năm 1966, ngụ quận 11, lái xe ba bánh vi phạm các lỗi như xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe. Sau đó, cảnh sát giao thông đã thông báo lỗi vi phạm cho người này. Trong lúc làm việc, người này xin bỏ qua nhưng cán bộ không chấp nhận. Ít phút sau, người này nhảy xuống kênh Tân Hóa để phản đối tổ công tác lập biên bản, tạm giữ phương tiện của ông. Lúc này, Thượng úy Lê Châu Thanh Huy cùng người dân dùng dây kéo ông này lên bờ. Sau đó, cán bộ đưa người vi phạm và xe về đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận 11, lập biên bản vụ việc lấy lời khai. Qua xác minh, người đàn ông không có tiền án, không có tiền sự, không có bệnh lý về tâm thần. Được sự động viên của cán bộ và sự chứng kiến của vợ con, người đàn ông đã ổn định tinh thần và làm việc cùng tổ công tác. Sau đó, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính, quyết định tạm giữ xe ba bánh và hẹn ngày 1 tháng 11 đến trụ sở đơn vị để giải quyết. Khoảng 14 giờ ngày 1 tháng 11, người đàn ông trên cùng vợ đã đến trụ sở đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận 11 để giải quyết việc vi phạm hành chính. Công an quận 11 thông tin, hai cán bộ cảnh sát giao thông đã thực hiện đúng quy trình công tác xử lý vụ việc đúng quy định. Việc người vi phạm nhảy xuống kênh là vì xin bỏ qua lỗi vi phạm không được nên đã có hành động quá khích như trên. Sáng ngày 3 tháng 11, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa chủ trì phối hợp với Hải quan tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam. Trước đó, vào lúc 9 giờ sáng ngày 1 tháng 11, tại khu vực km 79+700, tuyến quốc lộ 8A, địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt quả tang Lê Anh Tuấn, sinh năm 1994, quê xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp là hồng phiến và 100 gram ketamine được cất giấu trong túi sách mà Tuấn mang bên mình. Bước đầu, đối tượng Lê Anh Tuấn khai nhận đã nhận vận chuyển số ma túy trên từ một người ở Lào về tỉnh Thanh Hóa để lấy tiền công. Hiện vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Sáng ngày 3 tháng 11, ông Vi Văn Mằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể một phụ nữ bị cuốn trôi trên sông Nậm Mộ. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 11, người phụ nữ sinh năm 1989, trú bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, cùng con gái và một số người dân trong bản, lội qua phía tả ngạn sông Nậm Mộ để lấy củi. Khoảng 15 giờ cùng ngày, hai mẹ con chị mang củi quay về. Thời điểm này, thủy điện Nậm Mô xả nước để vận hành các tổ máy nên nước sông lên cao, chảy xiết. Người con gái may mắn bơi được vào bờ, còn người phụ nữ bị nước cuốn trôi. Nhận tin báo, các lực lượng của huyện Kỳ Sơn và xã Tà Cạ đã nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm. Đến khoảng 8 giờ sáng ngày 3 tháng 11, thi thể người phụ nữ được tìm thấy ở đoạn sông qua bản Khe Tì, xã Hữu Kiệm. Ông Vi Văn Mằng cho biết thêm, vị trí người phụ nữ gặp nạn cách thủy điện Nậm Mô khoảng 3 km. Ngày 3 tháng 11, ông Nguyễn Văn Thế, bí thư đảng ủy xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn có hai người tử vong do sụp giếng nước tử thần. Nạn nhân là một phụ nữ sinh năm 1963, cùng người chồng sinh năm 1964, trú thôn Nam Hải, xã Vạn Ninh, tử vong lúc 10 giờ ngày 2 tháng 11. Thời điểm trên, người vợ đang làm cá cạnh giếng nước, còn người chồng bơm nước lên bồn và nói chuyện cùng vợ. Bất ngờ giếng nước phát nổ, thành giếng bị nuốt chửng, kéo theo hai vợ chồng xuống giếng. Đất đá ập xuống khiến hai người tử vong. Theo ông Thế, người dân xã Vạn Ninh có thói quen đào giếng sâu, rộng, sau đó cho đậy bê tông lên thành giếng, lắp máy bơm, bơm nước sinh hoạt. Giếng nước lâu ngày không được bảo dưỡng, lại đậy lâu năm nên bị xói lở bên trong, nên người dân không hề hay biết vẫn sử dụng bình thường. Ông Nguyễn Văn Thế cho biết, xã đang cho rà soát lại hàng trăm giếng nước như thế này, yêu cầu người dân kiểm tra có phương án duy tu sửa chữa nhằm tránh tai nạn xấu xảy ra.
Sau khi báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 2 tháng 11 có bài viết dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 thi công với tốc độ rùa bò, chưa cùng ngày, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đơn vị đang làm thủ tục đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phân bổ phần vốn còn lại đã được duyệt cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang để địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự kiến số vốn được phân bổ trong đợt này gần 500 tỷ đồng, hoàn tất trước ngày 15 tháng 11. Theo ông Võ Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tiền Giang, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án trong thời gian qua bị chậm. Nguyên nhân chủ yếu do Bộ Giao thông Vận tải chưa phân bổ đủ vốn. Hiện trên địa bàn thành phố Mỹ Tho còn 12 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, địa phương đang nỗ lực vận động. Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 11 này sẽ có các đợt không khí lạnh về miền Bắc, ảnh hưởng thời tiết tại các tỉnh ở phía Bắc nhưng chỉ gây mưa, không có các đợt không khí lạnh mạnh. Dự báo năm nay, do tác động của hiện tượng El Nino vẫn đang có cường độ trung bình đến mạnh, nên dự báo mùa đông năm nay sẽ không lạnh bằng các năm trước. Thời gian kết thúc hoạt động của không khí lạnh ở nước ta cũng sớm hơn. Trong tháng 11, dự báo nền nhiệt ở một số nơi, trong đó có miền Bắc, sẽ cao hơn trung bình cùng tháng 11 của nhiều năm khoảng 1-2 độ C. Dự báo hôm nay ngày 3 tháng 11, thời tiết miền Bắc tiếp tục khô ráo, nắng đẹp. Miền Nam sáng đến chiều trời nắng, nhưng chiều tối có mưa rào.